Xin chào các bạn. Ở trong bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nhóm hàm tra cứu ở trong Excel. Nhóm hàm tra cứu mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây bao gồm các hàm. Thứ nhất là hàm VLOOKUP. Hàm thứ hai là hàm HLOOKUP. Hàm thứ ba là hàm INDEX. Thứ tư là hàm MATCH. Hàm MATCH. Và hàm thứ năm là hàm OBSESS. Kết hợp giữa hàm index và hàm match và kết hợp giữa hàm offset và hàm match. Với hàm với giả sử là gì ạ? Ta có cái bảng và bảng thông tin như thế này. Với cái ô đầu tiên là cái mã ô sản phẩm này. Thì trong cái mã ô sản phẩm này thì hai cái ký hiệu đầu tiên nó sẽ cho ta biết cái mã. Đấy, mã của điện thoại. Đấy, ví dụ như là IP thì mã là iPhone, SS thì mã là Samsung. Hai ký hiệu tiếp theo là 10 hoặc là 20 ở đây thì nó cho ta biết là số lượng. Đấy, với điện thoại iPhone thì số lượng là bao nhiêu. Thế còn cái ký hiệu cuối cùng ở bên phải cùng này là ký hiệu A, ký hiệu B này, nó sẽ cho ta biết đấy là gì ạ? Đây là loại 1A hay là loại loại 2B. Cái hàm thứ nhất ta tìm hiểu đây là hàm VLOOKUP. VLOOKUP là viết tắt của cụm từ Vertical Lookup, tức là tìm kiếm theo theo cột. Tức là ta sẽ ánh xạ từ một cái cột trong bảng sang một cái cột mà ta muốn lấy thông tin ở trong một cái bảng bảng dữ liệu. Tức là gì ạ? Tức là nó trong cùng một hàng nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cái thông tin tìm kiếm nó ở một cột và cái thông tin ta muốn lấy nó ở một trong số các cột cùng hàng với nó. Các tham số ở trong hàm VLOOKUP bao gồm cái thứ nhất là lookup value, đó là giá trị tìm kiếm. Ta muốn tìm kiếm theo cái giá trị nào? Thì cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì ạ? Ta tìm kiếm nó ở trong cái vùng nào, ta tìm kiếm lookup value đó ở trong cái vùng nào thì nó được chỉ ra bởi cái tham số thứ hai là table array. Nếu mà tìm thấy thì ta muốn lấy thông tin ở cái cột nào, đó là cái tham số thứ ba, column index number, tham số thứ ba. Thế còn cái tham số thứ tư đây là tham số tùy chọn, tham số tùy chọn. Tham số này nó sẽ chỉ chúng ta biết là gì? Ta tìm kiếm theo dạng xấp xỉ, approximate, hay là ta tìm kiếm theo kiểu là gì? Chính xác luôn, exactly. Đó. Chúng ta thực hành cái hàm này luôn nhé. Đấy, ví dụ là gì ạ? Bây giờ ta có cái cột điện thoại này. Ta biết mã nô sản phẩm là IP 10A. Đấy, IP đây gọi là IP đấy, gọi là IP 10A. Thì hai ký hiệu I và P này, nó sẽ cho ta biết đấy là gì ạ? Tên sản phẩm, tên điện thoại là iPhone. Đấy. Còn nếu nó là SS thì nó sẽ cho ta biết là gì ạ? Đây là điện thoại Samsung. Đấy. Như vậy là gì ạ? Ta sẽ phải dùng một cái hàm gọi là cái hàm left để ta lấy hai ký tự đầu tiên trong mã nô sản phẩm này. Rồi sau đó là gì ạ? Cái vùng ta tìm kiếm như là cái vùng này. Đó. Từ mã ta ánh xạ sang tên. Thì đây nó là cột thứ nhất này. Thì bên cái cột tên này là cột thứ hai, cột đơn giá sẽ là cột thứ ba. Đấy, thì ta cần lấy cái tên của điện thoại đúng không ạ? Thì ta sẽ lấy cái tham số thứ ba, column index number này sẽ là cột thứ hai. Rồi sau đó là gì ạ? Ta chỉ ra cái việc là tìm kiếm là chính xác hay là tìm kiếm xấp xỉ. Ta sẽ làm như sau này. Ta sử dụng cái hàm VLOOKUP. Cái tham số thứ nhất là lookup value, nó sẽ được lấy từ cái mã nô sản phẩm, lấy hai cái tự đầu tiên. Thì ta dùng cái hàm left. Đấy, hàm left ta lấy hai cái tự của cái mã nô sản phẩm này. Đó. Cái vùng tìm kiếm của ta là cái vùng này. Đó. Từ A9 cho tới C11.
để cái việc copy công thức của ông ta nó không bị nhảy thì ô địa chỉ, tức là hiện ta muốn fix cố định cái vùng địa chỉ từ A9 cho đến C11 thì ta ấn F4 đúng không? Ấn F4. Đấy, thì nó cố định cái vùng địa chỉ này. Cái thông tin ta cần đấy mã là ở cột 1 này, tên nó cột 2 này. Đó. Và ta tìm kiếm theo dạng chính xác thì đây là ta có thể gõ là full hoặc là gì ạ? Hoặc là không. Đấy, ấn Enter. Thì thấy nó ra điện thoại là gì ạ? Mã lô sản phẩm là IP10A thì ra tên điện thoại là iPhone. Đấy, đã copy công thức này. Nếu là SS220B thì đây là điện thoại Samsung. Số lượng là bao nhiêu? Thì ký hiệu I là thứ nhất này, P là thứ hai này. 1 là thứ ba, 0 là thứ bốn này. Ta sẽ dùng cái hàm hàm xử lý chuỗi đây là hàm MID. Đấy, MID. Đấy. Ký hiệu bắt đầu I là 1, P là 2, 1 là 3, như vậy bắt đầu từ ký hiệu thứ ba này. Ta lấy hai ký hiệu thôi. Thì ta lấy hai ở đây. Đó. Tuy nhiên ta thấy là gì ạ? Nếu ta nhớ lại cái bài học buổi trước ấy thì ta thấy là gì? Nếu mà dữ liệu nó là kiểu dạng text ấy, kiểu tra ấy, thì nếu ta không định dạng gì thì mặc định nó ở bên trái của một ô. Đó. Còn dữ liệu nếu là dữ liệu kiểu số thì nó bên phải. Thì ta thấy nếu để như thế này thì là gì ạ? Một không của ta là gì ạ? Dạng dạng text. Đúng không ạ? Chứ không phải dữ liệu dạng số. 10 đây không phải là số 10 đấy, mà là ký hiệu 10 thôi. Đó. Cho nên ta muốn chuyển 10 này về dạng số thì chúng ta dùng một cái hàm gọi là hàm hàm value. Đó, lúc này 10 ta nhảy sang bên phải. Lúc này là gì ạ? Số 10. Đấy, chứ không phải là ký hiệu dạng text. Đó, 10 nữa. Tiếp ta copy công thức này. Đó. Như vậy là gì ạ? iPhone thì có 10. Samsung thì số lượng là 20. Đấy, thế còn loại này. Loại thì ta dựa vào cái ký hiệu bên phải cùng này. Đấy, nếu là A thì đấy là gì ạ? Loại 1A. Nếu là B, loại 2B. Thì như vậy ta vẫn dùng hàm gì ạ? Hàm đây là hàm VLOOK, VLOOKUP. Đấy. Lấy cái ký hiệu bên phải cùng này thì một là các bạn có thể dùng hàm mid hoặc là gì ạ, nó dùng hàm right nhá, ví dụ là dùng hàm right này. Đó, lấy một ký hiệu thôi. Đó. Bên phải cùng tức là lấy ký hiệu A này. Đó, cái vùng tìm kiếm table array của ta sẽ là cái vùng này. Đó, ấn F4 để cố định cái vùng dữ liệu này. Cái cột ta lấy mã loại là một, tên là cột 2. Đấy, và ta tìm kiếm theo kiểu chính xác thì đây là không. Enter. Đúng không ạ? Mã lô sản phẩm IP 10A thì đấy là loại 1A. Còn SS 20B thì đấy là loại 2B. Đó. Thế còn đơn giá. Đơn giá thì một là chúng ta có thể là gì ạ? Ta dựa trên cái mã thì ta xác định được đơn giá hoặc là gì ạ? Ta lấy luôn cái tên nhé. À, ta tìm kiếm theo cái tên điện thoại luôn. Ta sẽ làm như sau này. Bằng VLOOKUP. Giá trị tìm kiếm đây là điện thoại iPhone. Vùng tìm kiếm của ta đây là cái vùng này. Đó, ấn F4 để cố định cái vùng dữ liệu này nè. Tên là cột thứ nhất thì đơn giá sẽ là cột thứ hai. Đó, tìm kiếm theo kiểu chính xác. Exactly đây đúng không ạ? iPhone đơn giá 20. Để Samsung ta copy công thức này. Là 15. Đó. Còn thành tiền thì rất đơn giản thôi. Nó sẽ bằng số lượng nhân với đơn giá. Đấy. Số lượng nhân đơn giá. Đó. Đấy. 10 nhân 20 là 200 đúng không ạ? Ta copy công thức. Số lượng điện thoại Samsung là 10 nhưng đơn giá là 20, đơn giá là 15 thì ta được thành tiền là 300. Đấy. Thì đấy là cái hàm VLOOKUP, là cái hàm tìm kiếm theo theo cột. Cái hàm thứ hai là hàm HLOOKUP. HLOOKUP ở đây là viết tắt của cụm từ Horizontal
turn lookup tức là gì ạ? Tìm kiếm theo hàm. Hàm này cũng có các tham số, bao gồm có tham số thứ nhất là lookup value, giá trị tìm kiếm. Cái tham số thứ hai là table array, tìm kiếm cái này ở trong cái vùng nào thì nó chỉ ra ở cái tham số thứ hai. Cái tham số thứ ba này, nếu tìm thấy thì ta lấy cái thông tin ở ở hàng thứ mấy, row index 5. Đấy, thì cái tham số thứ ba này nó sẽ chỉ ra cho chúng ta. Cái tham số thứ tư này là gì? Range lookup là cái tham số tùy chọn. Nó cho ta biết là gì ạ? Chúng ta tìm kiếm theo kiểu chính xác hay là xấp xỉ. Đó. Thế bây giờ giả sử là gì ạ? Chúng ta có cái bảng bảng theo chiều dọc như này, hôm nãy là theo chiều ngang đúng không ạ? Từ mã ánh xạ sang là gì ạ? Từ mã ánh xạ sang tên này, sang đơn giá này. Đấy. Thì còn ở đây là gì ạ? Theo cột. Từ mã ánh xạ xuống tên đúng không ạ? Còn từ mã sang đơn giá. Đấy. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng cái hàm hlookup. Hlookup tìm kiếm theo hàng. Đấy. Thì ta sẽ làm như sau này. Ta cũng dùng cái hàm hlookup này, sử dụng cái hàm left để ta lấy hai cái tự đầu tiên. Đó, ở của cái IP10A này, lấy hai cái tự đầu tiên. Sau đó cái vùng tìm kiếm ta lấy cái quanh cái vùng này. Đúng không ạ? Từ E15 cho đến G17. Ấn F4 để cố định cái vùng dữ liệu. Cái vùng tìm kiếm của ta lại. Đúng không ạ? Để tí nữa chúng ta copy công thức thì nó sẽ không bị nhảy địa chỉ các ô trong vùng này. Đó. Ta muốn lấy cái hàng thứ mấy? Ở đây là gì ạ? Mã thì là hàng số 1, tên. Chúng ta muốn lấy tên đúng không ạ? Thì đây là hàng tên hàng số 2. Đó, không. Đó, thì ta cũng ra được là gì ạ? Điện thoại iPhone. Đấy, ta copy công thức thì SS20B ra được điện thoại Samsung. Thế là cái hàng ở cái hàm hlookup hàm hlookup. Bây giờ có một câu hỏi đặt ra cho chúng ta như thế này: ai là người sử dụng điện thoại Nokia? Đó. Thì chúng ta nếu để ý các bạn thấy là gì ạ? Hàm vlookup là cái hàm nó ánh xạ, đúng không ạ? Ánh xạ từ trái sang phải, đấy, từ mã sang tên hoặc là gì ạ? Từ mã sang đơn giá hoặc từ tên sang đơn giá. Đúng không ạ? Ánh xạ từ trái sang phải. Thế còn với hàm hlookup thì nó ánh xạ từ từ trên xuống dưới. Đấy, từ mã sang tên, từ mã xuống đơn giá, đúng không ạ? Hoặc là gì ạ? Từ tên xuống đơn giá. Đấy. Chứ nó không thể là gì ạ? Không thể thực hiện được ánh xạ từ phải sang trái. Ví dụ như là gì ạ? Từ số lượng suy ra điện thoại hay là từ đơn giá suy ra được mã. Đấy. Vậy còn với hlookup là gì ạ? Nó ánh xạ theo theo kiểu từ từ trên xuống dưới chứ không có cái ngược lại, đúng không ạ? Thế bây giờ khi mà chúng ta có cái câu hỏi như này: ai sử dụng điện thoại Nokia? Tức là gì ạ? Đây, điện thoại Nokia nó nằm ở cái cột cột F này. Ai thì tức là gì ạ? Ở bên cột E. Tức là ta phải ánh xạ từ từ phải sang trái. Thế trong trường hợp này ấy, thì ta không thể dùng VLOOKUP hoặc là HLOOKUP được. Mà ta phải dùng là gì ạ? Hàm index và match. Hàm index đấy, thì hàm index thì nó có các tham số truyền vào như sau. Cái thứ nhất là gì ạ? Array là cái vùng ta tìm kiếm. Cái tham số thứ hai là gì ạ? Chỉ số hàng. Đấy. Ví dụ như là gì ạ? Điện thoại Nokia đấy, thì cái vùng tìm kiếm của ta sẽ là cái vùng này. Đấy. Và cái nếu ta chỉ ra cái hàng thứ nhất 2 3 này, iPhone là thuộc hàng thứ nhất này, Samsung là hàng thứ hai, Nokia sẽ là hàng thứ ba, thì cái hàm index sẽ cho chúng ta cái kết quả là Nokia. Đấy. Thế còn hàm tiếp là hàm match. Hàm match này thì nó có thể có hai hoặc ba tham số. Cái tham số thứ nhất là cái giá trị tìm kiếm. Cái tham số thứ hai là cái vùng tìm kiếm. Đó. Và cái tham số thứ ba là gì ạ? Cái loại loại mà chúng ta muốn match,
tức là gì ạ, chúng ta muốn tìm kiếm theo kiểu chính xác hay là xấp xỉ. Thì nếu mà ta chỉ ra được là gì ạ, cái giá trị tìm kiếm là Nokia ở trong cái vùng này, thì nó sẽ trả về cho chúng ta là gì ạ? À đây là cái Nokia nó nằm ở cái hàng thứ ba. Chúng ta thử nhá, bây giờ với hàm index trước này. Hàm index cái vùng ta tìm kiếm là cái vùng này. Hiểu không ạ? Từ F9, F13. Ở hàng thứ mấy? 1, 2, chúng ta muốn lấy là Nokia đúng không ạ? Để chọn hàng 3. Đó. Thì là sẽ cho ta biết là Nokia. Đúng không ạ? Thế còn cái hàm match này. Match. Hàm match cái giá trị tìm kiếm của ta đây là gì ạ? Nokia. Đó. Cái vùng dữ liệu ta tìm mà từ F9 đến F13. Đấy, tìm được kiểu gì ạ? Match chính xác. Đó. Như vậy chúng ta thấy là gì ạ? Hàm match nó sẽ cho chúng ta biết là cái thông tin về cái điện thoại Nokia là nó nằm ở cái hàng thứ mấy. Thế còn là gì ạ? Thế còn với cái hàm index ấy, thì nếu mà ta chỉ ở được cái vùng tìm kiếm này, rồi ta muốn lấy thông tin ở cái hàng thứ mấy. Đó. Ví dụ hàng thứ ba nó sẽ chỉ cho chúng ta là gì ạ? Đây, Nokia, đúng không ạ? Hàng thứ tư thế này là Sony. Đó. Hàng thứ năm LG. Đó. Như vậy thì ta có thể là gì ạ? Kết hợp hai cái hàm này để trả lời cho câu hỏi mà ta đặt ra, đó là gì ạ? Ai sử dụng điện thoại Nokia? Đó. Thì chúng ta sẽ kết hợp nó như sau. Là dòng hàm index này. Index cái vùng dữ liệu ai đúng không ạ? Thì ra này cái vùng này. Từ E9 đến E13. Hàng thứ mấy? Thì ta dùng hàm match cho chỉ ra. Giá trị tìm kiếm ở đây là Nokia. Vùng tìm kiếm là từ F9 đến F13. Tìm kiếm theo kiểu chính xác. Match exactly đó. Đó. Thì nó sẽ trả lời cho chúng ta là gì ạ? Bình là người sử dụng điện thoại Nokia. Đó. Xem ai là người sử dụng điện thoại iPhone. Đấy, thì đấy là Nam. Đúng không ạ? Ai là người sử dụng điện thoại LG? Là Thông. Đó. Đúng không ạ? Bây giờ giả sử ta có câu hỏi đặt ra nữa là gì ạ? Điện thoại iPhone thì được chấm bao nhiêu điểm? Samsung chấm bao nhiêu điểm? Nokia chấm bao nhiêu điểm? Thì ta sẽ làm thế nào? Đấy, ta vẫn sử dụng cái hàm kết hợp giữa index và match. Bao nhiêu điểm thì lúc này là gì ạ? Thông tin ta cần đấy là một cái cột này. Từ G9 đến G13. LG trước nhé. Đấy. Đấy là gì ạ? LG 9B chấm 90 điểm. iPhone 93 đúng không ạ? Xem Samsung này. Samsung 92 đúng không ạ? Như vậy từ đây ta có thể rút ra là gì ạ? Với hàm VLOOKUP ấy, thì nó sẽ tìm kiếm theo kiểu ánh xạ từ trái vào phải. Đấy. Tức là cái thông tin mà ta cần lấy ra ấy, nó phải nằm ở bên trái cái cột nha. Nó nằm ở cái cột mà bên cái cột tìm kiếm ấy, thì nó nằm ở bên trái, còn cái thông tin ta cần lấy nó nằm ở bên phải. Tức là ánh xạ từ trái vào phải. Đấy. Thế còn với hàm hlookup thì cái thông tin ta cần lấy ra nó nằm ở ở cái hàng phía dưới. Còn cái thông tin tìm kiếm là nó nằm ở cái hàng phía trên. Đấy. Thế còn trong trường hợp mà gì ạ? Trong trường hợp mà cái ta cần ánh xạ từ phải qua trái hoặc là từ dưới lên trên thì hàm VLOOKUP hoặc hàm HLOOKUP không thực hiện được. Thì trong trường hợp đấy thì chúng ta sẽ sử dụng kết hợp cái hàm index và hàm match. Index và match thì nó rất linh động, đúng không ạ? Đấy, nó không chỉ cho phép ta ánh xạ từ phải qua trái, từ dưới lên trên, mà nó có thể thay thế VLOOKUP để nó ánh xạ từ trái qua phải.
thay thế hard lookup để anh xạ từ trên dưới. Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu cái hàm nữa là hàm offset. Hàm offset này có thể có đến 5 tham số. Tham số thứ tư và tham số thứ năm là tùy chọn. Tham số thứ nhất của cái hàm offset này là reference. Tức là ta sẽ lấy một cái điểm, cái ô làm mốc, làm tham chiếu. Rồi từ đó là gì ạ? Ta dịch chuyển theo hàng, dịch chuyển theo cột. Lấy cái ô tham chiếu đó làm mốc, nếu dịch chuyển sang trái thì là gì ạ? Mang giá trị âm, dịch chuyển sang phải mang giá trị dương. Thế còn cột, nếu ta lấy cái ô tham chiếu làm mốc thì dịch lên lên trên thì là âm, xuống dưới là dương. Chúng ta thử ngay nhá. Ví dụ là gì ạ? Ở đây ta lấy cái D21 là mốc, ta dùng cái hàm offset này. Offset D21 là mốc. Đó. Ta muốn lấy ở cái ô B19 này, ô này này. Đấy, cái giá trị nó là B19 luôn. Đó. Thì ta sẽ phải gì ạ? Cái row row hàng đúng không ạ? Dịch lên trên 2. Đúng không ạ? Hai hàng thì là trừ 2. Cột này phải dịch sang trái hai cột thì nó phải là âm 2. Đó, thì nó sẽ cho ta là gì ạ? B19. Các bạn có thích B19 là gõ đây là gì ạ? IP chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ lấy chúng ta tính IP. Đúng không ạ? B19. Đấy. Thì bây giờ này ạ, đấy là ta lấy theo kiểu lấy một ô thôi. Đấy, giá trị một ô. Bây giờ là gì ạ? Một vùng, ví dụ như là gì ạ? B19, C19, B20, C20. Thì lúc này ta sẽ sử dụng hai cái tham số tùy chọn. Đó là cái gì ạ? Cái tham số height và tham số width đây này. Đó. Bây giờ ta lấy ý height đúng không ạ? Độ cao là 2 và độ rộng cũng là gì ạ? Cũng là 2. Thế thì nó báo cái này là gì ạ? Thăng value lỗi. Tại sao bị lỗi? Đó. Thì đây là gì ạ? Nếu ta lấy như này ấy, thì nó là một vùng chứ không phải là một ô. Đúng không ạ? Ta sẽ sử dụng cái hàm offset với 5 tham số như này này thì lúc này nó là một vùng chứ không còn là một ô nữa. Đấy, cho nên là nếu ta gõ như thế này và ta enter nó sẽ báo lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái gì ạ? Ta dùng chuột trái này, ta di bôi đậm từ phải sang trái như này. Rồi ta ấn F9 nhé, ấn F9. Đó. Thì lúc này ta sẽ thấy nó hiện ra thông tin là gì ạ? B19, C19, B20, C20, nó là gì ạ? Nó hẳn là một vùng. Đấy, nó là một vùng. Đấy ạ. Đấy. Bây giờ ta sẽ kết hợp giữa hàm offset và hàm match. Cũng để trả lời cho câu hỏi là gì ạ? Ai là người dùng điện thoại Nokia? Thì ta sẽ làm như sau. Offset này. Ta lấy một cái ô là mốc. Đấy. Ví dụ đây gì ạ? Lấy ô E8 này. Hàng bao nhiêu? Thì Nokia ở đây là gì ạ? 1, 2, 3, 4. Thì hàng bao nhiêu ta sử dụng cái hàm gọi là hàm hàm match. Giá trị tìm kiếm ở đây là gì ạ? Nokia. Cái vùng tìm kiếm của ta tìm kiếm theo kiểu chính xác này. Thế còn cột, ta thấy là gì ạ? Cái thông tin ta cần lấy nó vẫn nằm ở cột E. Như là gì ạ? Như là cái anh làm mốc, làm tham chiếu đấy. Thì ở đây nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ là không nhá. Số cột vẫn là không, tức là gì ạ? Nó không phải dịch trái, không phải dịch phải mà vẫn nằm ở cùng cột với cái ô tham chiếu. Thì là gì ạ? Bình là người sử dụng điện thoại Nokia. Bây giờ xem ai là người sử dụng điện thoại Samsung này. Long sử dụng điện thoại Samsung. Đó. Ai là người sử dụng điện thoại Sony?
đó, thắng người xung điện thoại Sony đấy nhé. Đấy, kết hợp giữa hàm Obsess và hàm Match. Như vậy thì chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về một số hàm tra cứu. Trong đó hàm VLOOKUP là hàm tìm kiếm theo theo cột. Đó, hàm tìm kiếm theo cột, nó ánh xạ từ trái sang phải. Với các tham số truyền vào, tham số thứ nhất là giá trị tìm kiếm. Cái tham số thứ hai cho ta biết là gì ạ? Tìm kiếm cái giá trị tìm kiếm đó nó tìm kiếm ở trong cái vùng nào. Đấy, thì trong cái vùng đó sẽ được chỉ ra bởi cái tham số thứ hai là table array. Nếu tìm thấy thì ta sẽ lấy thông tin ở cái cột thứ mấy? Cái cột thứ mấy là cái cột mà gì ạ? So với cái cột mà nó chứa cái gì ạ? Cái lookup value này. Đấy. Và cái tham số thứ tư là tham số tùy chọn, tức là gì ạ? Ta tìm kiếm theo 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 loại chính xác hay là tìm kiếm theo dạng xấp xỉ. Đó. Nếu hàm VLOOKUP là tìm kiếm theo cột thì hàm HLOOKUP là tìm kiếm theo hàng. Với các cái tham số truyền vào là tham số thứ nhất là giá trị tìm kiếm. Tham số thứ hai là tìm kiếm ở trong cái vùng nào, nó chỉ ra bởi cái tham số table array này. Nếu tìm thấy thì ta sẽ lấy thông tin ở cái hàng thứ mấy, thì nó được chỉ ra bởi cái tham số thứ ba row index 5. Row index 5 đúng không ạ? Và ta tìm kiếm theo kiểu chính xác hay là xấp xỉ. Hàm VLOOKUP ánh xạ từ trái qua phải, chứ nó không ánh xạ ngược từ phải qua trái được. Hàm HLOOKUP thì ánh xạ từ từ trên xuống dưới, chứ không ánh xạ ngược từ dưới lên trên, từ dưới lên trên được. Đấy. Trong trường hợp muốn ánh xạ từ từ phải ngược sang trái hoặc là từ dưới lên trên thì ta sẽ dùng kết hợp giữa index và match. Hoặc là gì ạ? Hoặc ta dùng kết hợp giữa offset và match. Đấy. Trong đó thì index thì nó sẽ cho ta biết là gì ạ? Ở trên cái vùng tìm kiếm, tức là dựa vào cái tham số thứ nhất này, ta muốn lấy cái giá trị thông tin ở cái hàng thứ mấy, đó, cái round number, hoặc là gì ạ, cái cột thứ mấy, đó, có thể chỉ ra cả cột nữa, đúng không ạ? Thế còn hàm map là cái hàm mà gì ạ, dựa vào cái giá trị thứ nhất là lookup value, cái giá trị tìm kiếm và tìm kiếm ở trong cái vùng nào, tìm kiếm theo dạng chính xác hay là xấp xỉ, thì nó sẽ cho ta biết là gì ạ? Cái giá trị ta tìm kiếm ấy nó nằm ở, ví dụ nó nằm ở gì ạ, trong cái trường hợp này nó nằm ở hàng thứ mấy, đúng không ạ? Đấy, còn cái obsess thì là cái hàm mà nó sẽ cho chúng ta là gì ạ, giá trị của một một ô. Đấy. Từ một cái ô ta lấy làm gì ạ, làm tham chiếu, cái reference này là chính là gì ạ, cái ô tham chiếu, cái ô là mốc. Đấy. Cái row là gì ạ, sẽ dịch trái, dịch lên trên hay xuống dưới bao nhiêu hàng. Nếu dịch lên trên thì nó là âm, dịch xuống dưới là dương. Đấy, cái tham số thứ ba là gì ạ? Cái tham số thứ ba là cái tham số mà nó cho biết ta dịch theo cột là bao nhiêu cột, đúng không ạ? Dịch sang trái cái ô tham chiếu thì là âm, dịch sang phải ô tham chiếu thì là dương. Tất nhiên là gì ạ? Nếu nó không dịch chuyển gì thì nó vẫn thì nó bằng không. Đó. Thì nếu mà cái hàng offset chỉ có ba tham số đầu tiên thôi thì nó sẽ cho chúng ta cái giá trị của một ô. Đó. Thế còn là gì ạ? Nếu mà ta sử dụng cả năm tham số, tức là thêm hai cái tham số hai và width nữa, thì nó sẽ trả về cho chúng ta là gì ạ? Một vùng, tức là gồm nhiều ô. Thì đấy là cái nhóm hàm hàm tra cứu trong Excel. Đấy, các bạn muốn thực hành những nội dung ta vừa mới học thì các bạn có thể là gì ạ? Tải cái file Excel để chúng ta thực hành ở cái phần phía dưới. Bài học của chúng ta dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài học kế tiếp.